Nóng, Nguyễn Phương Hằng được mãn hạn tù, Phan Văn Mãi lại ăn không ngon, ngủ không yên. Kính thưa quý vị, theo các thông tin báo chí truyền thông vừa mới đăng tin hôm nay, sau khi thụ án hơn 2 năm, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam được ra tù trước thời hạn. Hôm nay, ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng đang chấp hành án tại trại giam An Phước của Bộ Công an ở huyện Phú Giáo được ra tù sớm thay vì đến ngày 24 tháng 12. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh Bình Dương, dịp ngày 2 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng được trại giam đề nghị giảm án trước 3 tháng do cải tạo tốt, song do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Nguyễn Phương Hằng đã được thả tự do trước thời hạn 3 tháng và bà đã được ra tù trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 9. Bản án phúc thẩm từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 của bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi live stream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương với một số nội dung cho rằng xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của bà nữ ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hằng Ni và nhà báo Đức Hiển, v.v. Theo tòa án cho biết rằng bị cáo Nguyễn Phương Hằng có vai trò chủ mưu khởi xướng hành vi của các bị cáo vi phạm luật an ninh mạng và nghị định 72/2013/NDCP gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đó là nội dung thông tin báo chí đã đăng. Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân. Ngày 4 tháng 4, tại phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo nhưng đã thể hiện sự ăn năn hối cải của mình. Đó là nội dung thông tin báo chí đã đăng như vậy. Trong khi đó, từ năm 2023, dư luận lại đặt ra những câu hỏi bất ngờ về sự bất thường trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Phan Văn Mãi đang dở cái trò gì. Hôm ngày 30 tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo là đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng với các đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tăng, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông của Công ty Cổ phần Đại Nam. Tuy nhiên, đến ngày 2 tháng 2 năm 2023 thì lại có thông tin Viện Kiểm sát Nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Lý do là Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên do có một số nội dung chưa đưa thông tin chưa chính xác và có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, chỉ sau 2 ngày sau khi bà Hằng livestream nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi. Sau đó, một tháng Công an của tỉnh Bình Dương đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh như Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố. Kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần bị gia hạn lệnh tạm giam. Cụ thể là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng, đến tháng 6 năm 2022. Bà lại bị tạm giam một lần với thời hạn 2 tháng. Giữa tháng 8 năm 2022, bà lại tiếp tục bị tạm giam gia hạn lần 2 với thời hạn 20 ngày. Rồi đến tháng 9 năm 2022, lại bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Đến tháng 11 năm 2022, bà lại bị tạm giam thêm lần nữa. Như vậy là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị gia hạn tạm giam đến 4 lần, rồi tiếp tục sau đó tạm giam thêm 4 lần nữa. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an của Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra bị khiếm khuyết nhiều lần. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hai lần trả hồ sơ, lần một vào tháng 9 năm 2022 và lần hai tháng 11 năm 2022. Như vậy, lần này hồ sơ điều tra bà Nguyễn Phương Hằng bị trả về là lần thứ ba và đây là hiện tượng bất thường và có dấu hiệu thế lực muốn dây dưa việc điều tra đối với bà Nguyễn Phương Hằng là đã nhìn thấy rất rõ. Ở khía cạnh pháp lý, dành cho những luật sư bàn luận, ở góc độ xã hội này, pháp luật được ví như là một diễn viên hài. Những vụ án không dính đến chính trị thì đồng tiền là mối quen biết cũng bóp méo sự thật, huống hồ chi là những vụ án dính đến chính trị. Vụ của bà Nguyễn Phương Hằng livestream tố giác các nghệ sĩ không phải là một vụ án khó mà đó chỉ là bề nổi mà thôi. Phần chìm của vụ án này là vấn đề liên quan đến chính trị. Ông Phan Văn Mãi đang nuôi tham vọng vào trong bộ chính trị, trong lúc đó trong tình hình trung ương đang cho quét ráo riết những quan chức dính chạm nên ông Phan Văn Mãi không thể không lo sợ liên quan tới những sự việc bà Nguyễn Phương Hằng này đã thông báo rõ trên sóng livestream. Ông Phan Văn Mãi
ông đã từng mang ơn vợ chồng tôi, ông là người ăn cháo đa bát. Mối quan hệ mờ ám của ông Phạm Văn Mãi với ông Võ Hoàng Yên và một câu hỏi, việc ông Võ Hoàng Yên nên thoát khỏi lưới pháp luật dù cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã vạch trần tội lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên là 10-10, là do bàn tay nào đã che trời? Và như vậy thì tại sao bà Nguyễn Phương Hằng hạ uy tín của ông Võ Hoàng Yên lại xỏ qua chuyện của ông Phan Văn Mãi? Và điều quan trọng là bà Nguyễn Phương Hằng chỉ vừa nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi trên livestream là bị công an của thành phố Hồ Chí Minh bắt ngay và luôn để không cho bà này mở miệng tiếp tục. Theo nguồn tin nội bộ, đề nghị giấu tên cho biết rằng không chỉ là những nghị sĩ sợ bà Nguyễn Phương Hằng mà các quan chức trung ương và các quan chức địa phương có quen biết với ông Dũng Lò Vôi đều rất sợ bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi bà Nguyễn Phương Hằng không kín miệng như chồng của bà, tức là ông Huỳnh Uy Dũng. Khi bà Nguyễn Phương Hằng livestream chửi nhóm nghệ sĩ, nhóm quan chức nhúng chàm canh bà Nguyễn Phương Hằng từng ngày và xem bà nối lan qua các quan chức hay không. Suốt cả năm chờ đợi, cuối cùng thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã nhắc đến cái tên Phan Văn Mãi và ngay lập tức bà Nguyễn Phương Hằng đã bị đốm lửa chớm vào thì họ bắt ngay. Hiện nay rất nhiều quan to sợ bà Nguyễn Phương Hằng nói bừa và nói họ cần thời gian để thương lượng. Đấy là những gì mà nguồn tin nội bộ thông báo cho biết là các quan chức đã sợ bà Nguyễn Phương Hằng đến mức độ xanh mặt. Và ngay sau khi bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên đến các quan chức thì ngay lập tức bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt giam và được ghép vào một cái tội hết sức vớ vẩn là điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Tiếp tục bà Nguyễn Phương Hằng, ông Phan Văn Mãi đang có ý gì trong khi ngày 6 tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định gia hạn tạm giam thêm 19 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian trước đó. Như vậy, đến nay, chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn đối với bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều lần. Từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt giam trên 3 tháng. Đến tháng 6 năm 2022, bà lại bị tạm giam lần 2 với 2 tháng. Giữa tháng 8 năm 2022, bà lại tiếp tục bị gia hạn tạm giam lên với thời hạn 20 ngày. Rồi đến tháng 9, bà lại tạm giam thêm 2 tháng. Đến tháng 11 năm 2022, thì bà Nguyễn Phương Hằng lại bị tạm giam thêm 2 tháng để điều tra. Mới đây, thì ông Nguyễn Hữu Toàn là anh trai của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian trước đây đã cho biết là tiếp tục gửi đơn xin bảo lãnh bà Nguyễn Phương Hằng tại ngoại trong giai đoạn lúc đó. Nhưng theo đơn thì ông Toàn này cũng cho biết rằng hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng là thể hiện qua các buổi livestream phát tán trên trang mạng xã hội được cơ quan điều tra xem xét, không cần thiết phải tạm giam để điều tra, thu thập chứng cứ. Thế nhưng các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an lại sợ sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng ra bên ngoài, lại tiếp tục tố cáo những hành vi sai phạm của các quan chức và những hành vi cấu kết cùng với nhóm ca nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện trong thời gian vừa qua. Nên các cơ quan chức năng lại tiếp tục gia hạn bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều lần, rồi sau đó dùng quyền lực của mình để ép đưa bà Nguyễn Phương Hằng vào trong trại giam với những bản án vô cớ. Đến nay, sau một thời gian cho rằng là đã cảm hóa được bà Nguyễn Phương Hằng, nên Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lý do gì để đưa ra nhốt tù tiếp tục đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Thì sau khi thụ án hơn 2 năm, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc của công ty Đại Nam lại được ra tù trước thời hạn. Ngày 19 tháng 9, tức là ngày hôm nay, báo chí đồng loạt đưa thông tin là trại giam An Phước ở Bộ Công an, ở huyện Phú Giáo, cho bà Nguyễn Phương Hằng ra tù thay vì đến ngày 24 tháng 12. Và như vậy là câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng lại chấm dứt tại đây liên quan tới án pháp luật. Theo thông tin cho biết rằng, trước khi bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù, các quản giáo tại trại giam An Phước nhận sự chỉ đạo của Bộ Công an đã làm việc liên tiếp với bà Nguyễn Phương Hằng vì liên quan tới việc là ép cho bà Nguyễn Phương Hằng phải viết cam kết liên quan tới những hành động livestream và những tiếng nói của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian tới đây. Vì ai cũng biết rõ ràng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có một sức ảnh hưởng lớn. Mà trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam rất sợ những người có sức ảnh hưởng lớn trên các trang mạng xã hội. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.